Dạ. Cho chỉ còn 20 lượt nữa thôi. Tôi nghĩ khả năng lần này tôi không quay ra được con Shadow Dragon nào rồi. Nhưng mà 200 cái Divine Wit là x3 tỷ lệ lên. Let's go. Ai là God of Pay to Win? Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả là Anime Defender. Và chào mọi người đến với một video nữa về Anime Defender. Thì như tôi phải lặp lại tên game này 2 lần đúng không? Và game này đã có update 4 part 1. Ủa nhanh nhở. Hồi mình mới chơi game này là nó đã update 1 thôi. Giờ nó là update 4 part 1 mẹ luôn rồi các bạn ạ. Không biết đời nào nó đến update 40 luôn đấy chứ. Thì chúng ta ở trong cái update này sẽ có cái gọi là cổng. Cái cổng này nó sẽ gọi là được sửa lại, là nó sẽ tăng tỷ lệ rơi ra cái wish. Nói chung là cái wish này sẽ được sửa lại các bạn nhá. Cái wish ấy là cái để mà chúng ta sử dụng để triệu hồi con Shadow Dragon này, con Legend Commander này, Legend Assassin và Legend Veteran nha các bạn nhá. Thì cái wish này bây giờ nó đã được sửa lại cơ chế, đó là nó sẽ sinh ra thêm một cái Divine Wish. Nó là cái mà chúng ta sẽ mua được bằng tiền. Và cái này thì nó sẽ có tỷ lệ là gấp đôi hoặc là gấp 3 lên so với là cái wish bình thường. Còn cái wish bình thường thì bây giờ chúng ta có thể cày được ở trong cái Battle Pass. Đây này, chúng ta có thể cày cái Battle Pass để lấy được cái wish bình thường. Tuy nhiên thì cái này sẽ không chết được nha các bạn nha. Còn cái Divine Wish là cái wish xịn hơn thì nó sẽ tăng tỷ lệ và nó sẽ chết được các bạn ạ. Cũng như nó sẽ ra mắt một cái cơ chế mới, đó là cái cơ chế mà nó gọi là Spirit các bạn ạ. Spirit này thì nó cũng sẽ tăng sức mạnh tương tự như là cái mà chúng ta lấy reroll thuộc tính, lấy cái crystal ấy các bạn. Đó, nó cũng đơn giản như vậy thôi. Thì nó bút là thông số cụ thể là cái gì ấy thì chúng ta sẽ phải vào trong cái đấy chúng ta mới biết được, chứ mình cũng mới gọi là vào update thôi. Và đây là cái đích mà mình đã từng gọi là dùng 10.000 Robux để mình roll cái con Shadow Dragon. Và dành cho bạn nào chưa biết thì nick này cũng chính là nick quay ra con Shadow Dragon luôn các bạn ạ. Lần trước mình quay ra Shadow Dragon mình mất khoảng 300 cái wit và nick này cũng có mua 50 cái. Và các bạn biết gì không? Đó là ai mà đã mua cái wit bằng Robux trước khi mà nó update rồi thì sẽ được tặng lại cái gọi là Divine Wish để đền bù. Và do là nick này mua 50 cái wish ở trong trước update, chính vì vậy là nó được đền bù 50 cái Divine Wish các bạn ạ. Thế nên là bây giờ tôi sẽ quay 50 cái Divine Wish này để xem là chúng ta có quay được ra con Shadow Dragon không nha. Tỷ lệ của nó được nhân 3 lên các bạn ạ. Nhân 3 lên thành 0.3% lận. Trời ơi, lỡ đâu ra con Shadow Dragon gọi là shiny luôn thì sao, đúng không các bạn? Có phải đồn thì con bà mày. Thế là chúng ta coi như là được free 10.000 Robux các bạn ạ. 10.000 à 50 lượt quay là 10.000 Robux mà. Nói chung là khá là ngon. Cảm ơn anh AD đã gọi là có cái đền bù rất là thỏa đáng. Nhân tiện là bạn nào mà có muốn gọi là sử dụng dịch vụ ở trong tựa game Anime Defender thì dành cho bạn nào chưa biết thì tôi cũng có một cái shop gọi là Anime Defender. Chúng ta sẽ để link ở bên dưới phần gọi là game comment hoặc là phần mô tả nha các bạn nhá. Thì các bạn có thể gọi là vào trong gọi là hongakiatoilet.vn để có thể gọi là sử dụng các dịch vụ liên quan đến tựa game Anime Defender hoặc là Toilet Tower Defense của mình các bạn nhá. Ở ngay dưới phần game comment nha các bạn ơi. Nhanh chóng đi. Nói chung là giá cả thì rất chi là phải chăng. Không tin thì các bạn thử dùng, các bạn thử gọi là mua thử là biết. Chứ không chắc nhiều bạn tưởng là mình không có gọi là dịch vụ Toilet Tower Defense với cả là Anime Defender. Nhưng mà tôi có nha các bạn nha. Hongakiatoilet.vn là mở cửa lâu lắm rồi đấy. Làm gọi là dịch vụ bên Anime Defender luôn rồi đấy. Mà tại sao nhá, tại sao tao dùng hẳn cái gọi là Divine Wish là cái nhân tỷ lệ lên rồi, mà tại sao tao quay toàn ra cái củ quẹt gì này, không ra con Legend Commander nào này. 50 lượt con Legend Commander nó có tỷ lệ là 1.5%, tức là chúng ta sẽ có tỷ lệ là rơi vào khoảng tầm 75% à. 75% là chúng ta sẽ có gọi là tỷ lệ ra con Legend Commander. Còn với con gọi là Shadow Dragon thì nó sẽ là 15% các bạn nhá. Tại vì là chúng ta có 50 lượt quay mà. Mỗi lượt thì là 0.3. Đây là tính cho toán học thì là thế. Nhưng mà nick này nó đã từng ra gọi là cái con Shadow Dragon rồi, nên là mình nghĩ chắc là sẽ trả ra cái mô tê gì đâu các bạn ạ. Vâng, và đúng như vậy. Trừ 50 cái Divine Wish, trả ra cái mô tê gì luôn các bạn ạ. Ra đúng cái nịt luôn. Ô ngon, thêm một nick nữa chưa bị khóa này các bạn. Ui, mấy cái đích này là lâu lâu nó sẽ có những khoảng thời gian là nó sẽ bị Roblox nó quét các bạn ạ. Nó sẽ bị khóa các bạn ạ. Nhưng mà rất may là nick này của tôi chưa bị khóa. Nick này thì nó là nick level 1 thôi. Nick kia thì nó là đã từng chết con Shadow Dragon cho mình rồi, nên là nó lên level 10 các bạn ạ. Đây rồi, chúng ta cũng sẽ có 50 cái lượt Divine Wish. Yes sir. Có khi nào cái nick này nó sẽ là cái nick được con Shadow Dragon không?
mấy cái nick mà nó lại càng level 1 như này nó mới càng có tỷ lệ ra. Chứ cái nick kia đã từng ra rồi thì khả năng là thằng AD nó ghim đấy các bạn ạ. Cũng chả biết rằng là cái tỷ lệ nó x3 này nó có là thật hay không các bạn ạ. Anh AD, chúng ta ra được một con Shiny Legend Assassin tiếp này. Trông khá là đẹp trai. Nhưng mà bây giờ tôi có con này rồi nên là tôi muốn có con Legend Commander mà là Shiny cơ. Hoặc là không thì... đây rồi! Vừa nói đến Legend Commander gọi là Shiny thì chúng ta đã được con Legend Commander. Với số lượng tồn tại ở trong game đó là 15.000 các bạn ạ. 15.000 con thì nó cũng không phải là quá nhiều đúng không? Để chứng tỏ là chúng ta cũng may mắn đấy. Chúng ta lại ra thêm một con Legend Assassin. Ui! Lại ra thêm một con Commander nữa. Vãi cả nồi thật. Mẹ mày đúng là 50 lượt quay siêu chất lượng. Vãi cả trưởng luôn. Nick kia quay 50 lượt trả ra cái bote gì. Nick này quay 50 lượt ra hẳn hai con Legend Commander các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ nên tôi sẽ nên cày nick này lên cấp 10. Sau đấy là chết qua nick chính của tôi các bạn ạ. Tôi không thể bỏ mấy con Legend Commander được nữa. Yeah, và như vậy là chúng ta chỉ được hai con Legend Commander thôi các bạn ơi. Cũng gọi là không được con Shadow Dragon nào. Nhưng thực ra Shadow Dragon mình cũng có rồi, cho nên là được cũng được, không được cũng chả sao. Nhưng mà nói chung là được thêm hai con Commander. Ôi, nick này cũng có một con Commander đây này. Thế là nick này được ba con Commander rồi các bạn ạ. Ui, nick này có một con Commander tôi quay được từ hồi trước nữa. Ôi, nhiều Commander quá, lạ phát rồi. Hay da, các bạn để lại một like và đăng ký cho mình đi. Nào mà các bạn muốn mình gọi là giveaway tựa game anime Defender này thì các bạn để comment xuống cho mình biết nhá. Nếu như mà được thì mình sẽ gọi là tạo ra giveaway ở bên tựa game anime Defender này cho các bạn. Anime Defender này thì mình không chơi nhiều nên là mình cũng không giàu lắm đâu. Nhưng mà để mà giveaway tôi có thể dùng tiền mua để giveaway cho các bạn được đây các bạn ạ. Thì đây, đây chính là cái nick chính của mình. Mình đã có con Shadow Dragon Evo lên. Cái này là thằng Thịnh Tũ nó Evo cho mình các bạn ạ. Do là nó làm game này nó làm chăm chỉ mà. Cho nên là nó gọi là đã Evo cho mình ở trong một cái video. Thì nick của mình cũng đã từng mua cái wish này là 100 cái các bạn nhá. Mua nhiều nhất trong số các nick luôn. Mua tận 20.000 đô bắc. Thế nên là bây giờ tôi được bù lại 100 cái gọi là cái... gọi là Divine Wish. Nên là bây giờ tôi sẽ dùng 100 Divine Wish này. Tôi đi tìm kiếm con Shadow Dragon cho riêng tôi. Legend Veteran Shiny. Chả hiểu để làm gì. Con Veteran này bây giờ đúng kiểu mớ rau ngoài chợ rồi các bạn ạ. Sau khi mà chúng ta sinh ra quả cày được Wish này thì đúng là mớ rau ngoài chợ rồi. Chúng ta được con Legend Assassin Shiny. Cũng chả để làm gì. Legend Commander Assassin thì bú. Vâng. Lại thêm một con Shiny nữa. Khá là nhiều Shiny. Hình như là khi mà chúng ta trúng con Shadow Dragon thì cái ngôi sao nó trông nó sẽ hơi khác biệt một tí thì phải. Tôi chả nhớ cái lần mà tôi trúng con Shadow Dragon trông nó như nào nữa các bạn ạ. Chúng ta trúng... Ui! Trúng hai con Commander liên tiếp. Vãi cả trưởng thật, cái tỷ lệ của cái Divine Wish này nó nhân lên ảo ma thật các bạn ạ. Trời ơi! Đúng là nhân 3 tỷ lệ lên có khác. Mà mày nó khác bò thật chứ. À không, với con Commander thì chỉ là nhân 2 thôi các bạn ạ. Nhân hơn 2 lần một tí thôi. Còn với con gọi là con Shadow Dragon thì nó mới là nhân 3. Nhưng mà kể cả vậy nó nhân lên thì nó cũng ác quỷ thật. Làm gì ngày xưa có chuyện tôi quay được ra hai con Legend Commander như vậy. Và bây giờ quay được ra hai con nó chuyện quá bình thường luôn. Chỉ còn 20 lượt nữa thôi. Tôi nghi khả năng lần này tôi không quay ra được con Shadow Dragon nào rồi. Nhưng mà 200 cái Divine Wish là x3 tỷ lệ lên. Let's go. Anh Bi Huỳnh quay 200.000 Robux mới ra được con này. Tôi được tặng lại mấy lượt quay free. Tôi được tặng lại mấy cái lượt quay free thôi. Tôi quay ra một con Shadow Dragon. Ok. Shadow Dragon thứ 2 của Gakida. Không cần đi mua. Anh ấy quay ra, thưa quý bạn và các vị. Và chắc chắn là Bi Rồng Senpai sẽ gọi là... Chắc chắn là sẽ phải nhường cái chức gọi là God of Fight to Win cho mình rồi. Thực ra thì tôi mới chính là God of Fight to Win. Con Shadow Dragon của tao đâu nhỉ? Đây rồi, con Shadow Dragon thứ 2 của tôi. Con này cũng trị giá là vài triệu bạc đấy. Ôi giời ơi, bú chưa? Con Shadow Dragon hiện tại của mình là chỉ số S hết luôn các bạn ạ. Sao lại còn Almighty One nữa chứ, toàn năng 1 nữa chứ. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào thử cái chức năng gọi là chức năng Spirit nha các bạn nhá. Cái Spirit này thì cũng cày được đấy. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ thử gọi là dùng tiền. Trước tiên là mình sẽ dùng tiền mua cái Premium của cái gọi là Battle Pass. Sau đấy là mình sẽ skip max level lên nha các bạn nhá. Nó có 50 level thôi. Mỗi 10 level thì chúng ta mất 999 Robux. Hình như thế, mình không nghĩ là nó sẽ tăng thêm giá đâu. Ở trong game Toilet Tower Defense thì nó tăng thêm giá các bạn ạ. Nhưng mà ở trong game này thì nó không tăng thêm giá rồi.
ở trong game này thì là nó cố định giá 999 Robux luôn. Dành các bạn nào chưa biết thì ở trong game Toilet Tower Defense ấy là mấy cái level đầu nó tốn ít hơn, xong mấy level càng sau nó tốn càng nhiều tiền. Đấy, nói chung là game hút máu kiểu đấy. Thì bây giờ chúng ta có gọi là cái game Anime Defender là nó bớt hút máu hơn một tí. Cày nó cũng gọi là ấy hơn các bạn ạ. Cày nó cũng gọi là nó dễ hơn. Đấy, cho nên chính vì vậy cho nên là cái game này nó cũng khá là lạm phát ấy. Các bạn có thể nhìn thấy đó là tôi cầm 2 triệu game nó cũng gọi là như mới ra ngoài chợ thôi à. Chúng ta nhận được đó là 60 cái spirit, 60 lượt squid thường các bạn ạ. 3 cái device wish cộng thêm với cả là một số giam ba với cái đồ lung ba tung nữa. Yeah, và do là chúng ta lại có thêm gọi là 60 cái lượt wish rồi thì bây giờ tôi lại phải ngồi wish. Lỡ đâu đấy tỷ lệ nó cũng chỉ là 0.1 thôi đúng không các bạn? 0.1 thật đấy. Nhưng mà lần trước tôi quay 300 lượt thì cũng ra một con. Bây giờ tôi quay 60 lượt thì lỡ đâu cũng lại ra một con nữa. Nhưng mà phát vừa rồi tôi quay ra con Shadow Dragon mà tôi thấy cái hiệu ứng ngôi sao chẳng có gì đặc biệt cả. Chứng tỏ là cái việc mà quay Shadow Dragon này cũng không thể nhìn được thông qua cái ngôi sao được các bạn ạ. Cũng chả thể nhìn được. Ôi! Đừng con mẹ mày! Ra thật rồi trời ơi! Vai cả trường thân! Con Shadow Dragon thứ 3! What the heck? Bây giờ tôi không tốn Robux nào để tôi mua lượt quay cả. Tôi đang mua cái Battle Pass xong rồi nó tặng tôi free, tôi dùng thôi à. Holy shit man. Tính ra là cày chay thì cũng được như vậy luôn á. Ui rồi cày chay cũng ra từng đấy lần quýt luôn á. Holy fuck. Shadow Dragon bây giờ thành rau ngoài chợ rồi. Một mớ rau 3.000. Ôi giời ơi. Về cơ bản là Shadow Dragon nó cũng chỉ là một con unit rẻ rách với tôi thôi. Chắc là mình đúng kiểu gọi là chân mệnh thiên tử các bạn ạ. King of Pay to Win, God of Pay to Win cũng là tôi luôn. Vì Huỳnh Senpai nhìn video này chắc tức đỏ máu. Chắc gọi là xì bọt mép bắt long sòng sòng chết rồi. Đây, chúng ta sẽ summon Spirit. Nghe đồn là khi mà chúng ta summon Spirit vào mấy con unit thì nó sẽ không thể kiểu như là nó sẽ không thể gọi là giao dịch được nữa các bạn ạ. Và nếu như các bạn muốn chết được lại thì các bạn sẽ phải bỏ cái Spirit đi. Ở đây chúng ta có các loại Spirit này, mình sẽ đọc cho các bạn nhá. Golden Spirit này, cái này tăng vàng nhận được này. Cái này mà khi tấn công kẻ địch có khiên này thì sẽ bỏ qua khiên và đam trực tiếp vào máu này. Cái này thì tạo ra thêm cái hiệu ứng gọi là tăng thêm cái hiệu ứng gọi là đốt cháy hoặc là chảy máu gọi là đam gây lên mục tiêu thêm 50% này. Cái này là tăng đam của unit lên, nói chung là tăng với chỉ số lên, gọi là crit các thứ lên các bạn ạ. Cái này gọi là tăng drain, tăng cooldown lên nhưng mà giảm đam. Cái này thì gọi là tăng gọi là thời gian làm chậm hoặc là làm choáng. À ok, mỗi đòn đánh thứ 6 thì sẽ gây ra đốt cháy. Rồi ok, cái này là tăng đam gây lên boss thêm 50%. Cái này là gọi là làm choáng tất cả kẻ địch gọi là bằng cách là ghim chung xứng dưới đất trong vòng 4 giây. Rồi ok, cái này gây thêm 30% đam khi mà có không có gọi là unit khác ở trong cái vùng này. À ok, tức là một con này là kiểu cô đơn một mình ấy. Cái này là rồi, cái này là giảm cái gọi là đặt à. Giảm tiền đặt à? Ok, giảm tiền đặt và nâng cấp. Rồi ok, cái này là mỗi lượt đánh thứ 5 thì là đóng băng. Rồi, chúng ta sẽ đọc cái cao nhất nha. Cái cao nhất sẽ là unit của chúng ta sẽ có sẽ gây thêm 5% đam thêm cho mỗi gọi là kẻ địch ở trong vùng, tức là có 10 con ở trong vùng thì tăng thêm 50% đam các bạn ạ. Tối đa là tăng thêm 75% đam các bạn ạ. Còn cái này thì sẽ gây ra hiệu ứng gọi là sợ hãi cho kẻ địch trong vòng mỗi 30 giây. Rồi ok, làm cho chúng đi ngược lại. Ui vãi nồi thật. Rồi nói chung là chúng ta lấy từ cái 1% trở đi nhá các bạn nhá. Thì mình nghĩ chắc là mình cũng sẽ đẹp trai thôi. À đây, Crystal. Ok, Crystal với tỷ lệ là 5.5%. Hình như nghe đồn là cái này còn hụt được cơ các bạn ạ. Nghe đồn là cái này còn sóc còn không ra được cả Spirit được cơ. Ai Spirit 7%, không gì đặc sắc cả. Đấy, cái vừa rồi là xịt đấy các bạn ạ. Crimson à. Crimson là cái 12% là cái đốt cháy. Ok, nói chung là tôi gần nhớ hết tên của mấy cái này rồi. Galactic Spirit 9%. Khá là phế các bạn ạ. Tôi có 60 lượt cơ mà sợ đéo gì. Arcane Spirit. Arcane nghe quả tên không thấy đâu là biết là phế rồi. Fire Spirit thì như là cũng khá là cao đấy. 65% nhưng mà không ăn thua. Chúng ta sẽ cùng tìm một cái nào đấy nó ra hồn một tí nha. Dark Spirit 7.5%. Phế hơn cả cái Fire Spirit nữa. Rồi lại Fire Spirit rồi. Lại Ice Spirit rồi. Thôi đừng có Ice với cả Fire nữa. Đừng có Crypto nữa. Ô oh, chúng ta ra được cái 4%. À nhưng mà 4% thôi mà. 4% gì là sát đâu. Tôi muốn kiếm cái 1% cơ. Arcane Spirit, Golden Spirit, Arcane, Golden, Dark. Vâng. Có vẻ như là cái chức năng Spirit này nó là bố của hút máu luôn các bạn ạ. Nó hút máu còn hơn cả cái cái này 1.5% này.
gọi là giảm cooldown đi 25% ạ. Ui, nhưng mà tôi gọi là ấy gạt ạ. Tôi gọi là vẫn có một cái dự định là tôi muốn một cái gọi là 1% trở lên. Từ cái 1% trở lên thì tôi mới giữ lại các bạn ạ. 1,5% nó làm tôi chưa đủ nứng được. Mà cũng có sao đâu, bây giờ mình sẽ mua 150 lượt. Mà 150 lượt thì cái tỷ lệ 1% thì gần như chắc chắn là người ta sẽ ra được. Đây, 150 lượt là người ta sẽ mất đó là 5.000 Robux các bạn nhá. Không sao, Robux mình cũng đã luôn luôn là chuẩn bị sẵn khoảng mấy chục nghìn để lúc nào mà mình cần gọi là dùng đến là mình có luôn. Thì bây giờ chính là cái khoảnh khắc đấy các bạn ạ. Tôi chăm chỉ chuyển Robux vào nick lắm. Đây, Arcane Spirit. À mẹ mày, Arcane là cái phế điên mà. Lại ra cái Storm Spirit, tỷ lệ là 1,5%. Ôi, chắc là mình cho nó đi tiếp đi. Ô, Myro Spirit. À, 2% ạ. Không gì là sắc lắm. Mẹ, cái kia 1,5%, cái này 2%. Về cơ bản là có thể là mỗi cái nó một chức năng riêng, nhưng mà trông thì nó khác đéo nhau đâu. Như vậy là chúng ta vẫn chưa được cái 1% các bạn ạ. Có vẻ như ấy, phần lớn là may mắn của mình là đến từ mấy cái vòng quay các bạn ạ. Phần lớn là may mắn của mình thì mình thấy là nó đến từ cái việc là mình quay con Udit. Các bạn thể thấy đó là mình quay con Shadow Dragon rất là hên đúng không? Đó, và mình cái việc mình quay với con Mythic các thứ cũng rất là hên. Nhưng mà mình lại không hên trong cái vấn đề là sóc mấy cái chỉ số lắm các bạn ạ. Đây là khi mà mình sóc mấy cái chỉ số như này thì mình khá là đen. Rồi, nói chung là cái này thì nó có tỷ lệ, à cái này nó giảm cooldown các thứ đi kiểu đi. Và nó cũng có thời gian cooldown. Ui, Divine Esports. À đây ơi, Divine Spirit. Ui, 0,7%. Rồi, gây ra hiệu ứng sợ hãi cho kẻ địch. Đây. Nó đây rồi, let's go baby, let's go bro. Bây giờ mình sẽ thử sóc con Sang Ningu của mình nhá. Để xem là con Sang Ningu của mình có ra được cái dòng nào nó ra gì một tí không nhá. Sang Ningu thì mình sẽ không đánh giá cao nó lắm. Nên là mình cứ ra được cái gọi là 2% trở lên thôi thì mình sẽ chấp nhận. Còn con Shadow Dragon của mình đã có cái 0,7% rồi. Cái 0,3% có vẻ hơi khoai các bạn ạ. Ngay ngày hôm nay tôi nghĩ là chắc là tôi không nên cố gắng gọi là cú đấm ăn xôi cái đấy. Lỡ ngớ mất cái 0,7 nó không bao giờ gặp lại đâu. Thật sự đấy. Tốn lượt sóc cho cái con này quá các bạn ạ. Con này sóc trả ra dòng gì này. Ui, Enchanted Spirit 1%. Yeah. Cái này là có tỷ lệ 10%, gọi là triệu hồi một kẻ địch gọi là rơi xuống gây sợ, đánh nhau với bạn. À ok, rồi ok. Với 25% máu gốc của nó rồi triệu hồi một kẻ địch xuống đánh hộ mình các bạn ạ. Khá là hay, khá là thú vị. Rồi. Ở trong vòng quay hiện tại đang có con Ice Dragon à. Ôi, nhưng mà mấy con này thực ra chúng ta thích thì chúng ta mua được mà các bạn. Chả cần việc gì phải gọi là đấy, mấy cái này làm gì, quan tâm mấy cái này làm gì. Bây giờ chúng ta có game này, có 2 triệu game. Một số tiền nó gọi là không to nhưng mà nó cũng gọi là không nhỏ. Nên chúng ta gọi là đi mua thử unit đi. Để xem là có ai đây bán con Mythic hay là bán con Secret nào mà nó gọi là giá trị tí không để mình mua các bạn ạ. Xem vào này nghèo thế. Đây. Lâu hay gặp mấy thanh niên gọi là bán unit như này. Ờ đấy. Có Demon King này. Demon King này có vẻ không ngon lắm nha. Nhưng mà gọi là cũng có gọi là nhiệm vụ 1 này. Cũng gọi là có mấy dòng chỉ số nó gọi là ra gì một tí đấy chứ nhờ. Con này 65 tại sao lại bán bằng giá con này nhờ. Ôi mua luôn. Tôi đang đéo có các bạn ạ. Tôi đang đéo có đây là bây giờ có con gì tôi mua con đấy. Mặc dù có thể là giá nó sẽ bị đắt hơn một tí nhưng mà quan trọng gì. Game bây giờ gọi là đẻ ra mà các bạn. Chúng ta có Gozo này. Ui, Gozo bây giờ 2 triệu game. Trời ơi, tôi đang mua cái kia đâu. Tôi đang mua con kia đâu. Ui, nó chưa trừ game. Nên là bây giờ tôi mua con này thì tôi sẽ mua được con Gozo với giá 2 triệu game. Ok, let's go. Chúng ta có con Gozo. Ui, may quá, mày con buồn kia bị lỗi các bạn ạ. May quá. Đây rồi, có Gozo. Yeah, tôi mua được con Gozo. Có thêm một con Secret nữa. Đấy, đi mua này có phải nhanh hơn không các bạn. Đằng nào chúng ta cũng không quay được. Con Gozo này không gì đặc sắc cả các bạn ạ. Cũng không có Almighty cái thứ gì cả. Được hai dòng S thôi. Nhưng không sao cả, chúng ta sẽ cho nó Almighty sau. Chúng ta có thể sắp được cơ mà. Xoắn cái gì. Điều quan trọng là chúng ta có anh gọi là Gozo Satoru Flawn. Được tận 10 cái Spirit cơ á. Là sao? À, 10% ạ. Vãi cả đái ạ. Ok, được rồi. Thôi chúng ta sẽ cùng vào Infinite để test thử mấy con unit của mình nha các bạn nha. Chúng ta sẽ có một con Shadow Dragon đã được Evo lên. Và chúng ta sẽ có thêm một anh gọi là Gozo Satoru. Đã gọi là tôi mua chùa được. Thôi, thực ra là tôi cũng chả vào tôi leo top Infinite hay các thứ gì đấy. Cho nên là các bạn đừng mong là tôi sẽ đi được ải cao hay là các thứ gì nha.
tôi gọi là chơi theo kiểu gọi là giải trí thôi. Các bạn gọi là đừng có căng thẳng quá nha. Chúng ta sẽ có một con farm tiền mới. Con này là tôi xin là thịt tún đấy các bạn ạ. Chứ mình cũng chả biết là bao giờ banner của nó xuất hiện nữa. Tôi canh mãi chả thấy banner của nó bao giờ. Cho nên là tôi quyết định là đi xin luôn cho nó nhanh. Thì đây là con Pink Demon Witch. Con này thì thay vì để tiền theo từng wave giống như con Pink Rockstar, thì con này nó sẽ để tiền theo giây các bạn ạ. Hình như là cứ 30 giây nó sẽ để tiền một lần. À không, thực ra là nói 30 giây cũng không phải, là 12,9 giây chứ đúng không? 12,9 giây nó để giây theo cái cool, nó để gọi là để tiền theo cái cooldown của con này này. Thì chúng ta sẽ ban đầu sẽ hơi thọt tiền một tí. Tuy nhiên này sau này thì nó sẽ gọi là chắc chắn là lời hơn với những con kia. Đấy. Chúng ta vừa được tiền từ qua wave và chúng ta vừa được tiền theo thời gian. Mỗi tội là đầu game đép hơi khổ tí các bạn ạ. Đầu game anh Gozo Satoru đến 5.000 dam à. Cũng được cái chứ, mỗi tội anh đánh hơi chậm nha. Hình như là con này còn có kỹ năng là tự chói địch các bạn ạ. Đây này, nó sẽ chói kẻ địch ở trong cái phạm vi của nó trong khoảng vài giây. Vậy là thực ra chói cũng chả lâu lắm ấy. Hình như tôi thấy chắc được khoảng 2 giây, 3 giây là hết đát à. Nhưng mà cứ 30 giây nó chói một lần thì nó cũng khá là ngon đấy chứ nhỉ. Nó cũng câu giờ khá khá. Nó sẽ hơn là cái việc nó sẽ hơn cái việc bút đam của cái con Pink Rockstar đấy. Mình nghĩ là như vậy. Càng ngồi, chúng ta có thêm unit rồi. À, chúng ta có thêm bọn quái rồi. Và nó nhiều khiên, nên là chúng ta sẽ phải để con Shadow Dragon ra. Ui dồi ôi, đấm nhanh thế. Cooldown 3.1 giây, cảm giác nó nhanh hơn hẳn so với con Gozo vậy. À, cơ bản là cái đòn đánh của nó còn là nhiều đòn đấy các bạn ạ. Cơ bản thì cú đấm của nó còn là cú đấm kiểu nhiều đòn, chứ nó không phải là cái cú đấm kiểu gọi là ít đòn như kiểu là cái con Gozo. Con Gozo nó chỉ là một đòn thôi, còn con này là đấm liên tục ở những cái đòn đầu tiên cơ. Tất nhiên rồi, vì con Gozo này nó chưa phải là con Gozo Evo lên. Hay là Gozo Evo nhỉ? Gozo này là Gozo Evo đúng không? Khả năng là như thế. Thực ra là Evo hay chưa ấy, mình cũng chả biết đâu. Nhưng mà mình nghĩ chắc là này là Evo rồi. Tại mình thấy là nó có cái hiệu ứng lửa xung quanh người ấy. Nếu như mà chưa Evo thì mình nhớ không nhầm thì nó sẽ là chỉ trông kiểu hơi lom rom thầy cú bình thường thôi. Rồi, cuối cùng tôi đã nâng mắt con farm tiền Pink Demon Witch rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần gọi đợi nó đẻ tiền ra, xong rồi chúng ta sẽ nâng anh Gozo Satoru ấy lên để xem là sức mạnh của anh Gozo Satoru này trước là như nào nha. Xong rồi chúng ta mới xem con Shadow Dragon khi mà Evo lên. Tại vì thực ra là con Shadow Dragon Evo lên thì chiêu nó vẫn thế mà. Còn con Gozo này thì tôi chưa biết các bạn ạ. Ta sẽ cùng xem chiêu thứ hai của anh Gozo Satoru này nó sẽ là cái gì. Như vậy chiêu của nó sẽ là Full Energy Ball. Nó sẽ là nổ, nó sẽ bắn ra một quả cầu năng lượng và nó sẽ phát nổ thôi. Chiêu trông khá là đơn giản. Rồi, chúng ta sẽ có chiêu tiếp theo, nó vẫn là Energy Ball, nhưng nó sẽ gọi là quả cầu năng lượng nạp các bạn ạ. Charge Energy Ball. Để mình xem nào. Cái con này farm tiền ban đầu hơi thọt, nên là tôi lên unit, lên cấp unit nó cũng hơi chậm. Nhưng mà đến cái lúc mà nó lên cấp max và bây giờ thì nó đẻ gọi là tiền theo thời gian ấy, thì một lát nữa là nó sẽ nhiều tiền hơn thì phải. Cái con Shadow Dragon này có cái chiêu của nó chuẩn ra thì nó sẽ là tăng 15% tốc độ đánh và tăng 25% cái tầm đánh các bạn ạ. Tức là giảm 15% cooldown và tăng 15% range đấy. Cái này ngày xưa là nó chỉ hiện mỗi cái hình cái bàn chân với cả là cái tâm lên thôi. Bây giờ thì nó hiển thị cả số luôn cho chúng ta biết là bao nhiêu luôn. À, như vậy là thay vì là một quả cầu bối bắn năng hai quả cầu các bạn ạ. Mặc dù là vẫn bắn ở một chỗ thôi nhưng mà cái diện tác dụng nó to hơn hẳn. Cái diện tác dụng nó to hơn hẳn. Mà hình như là con Shadow Dragon này range bé. À, đúng rồi. Con Shadow Dragon range bé là đúng rồi, tại vì nó đã update đâu, nó đã nâng cấp đâu. Trời ơi, tôi đang thắc mắc sao Shadow Dragon nó đấm gần thế. Bởi vì là con Gozo Satoru tôi nâng lên trước mà. Chúng ta sẽ lại có một cái chiêu nữa tên là Piercing Energy, tức là năng lượng xuyên giáp. Để tôi xem thử xem góc nhìn của anh Gozo Satoru này như nào nha. Ủa, cái góc nhìn ở đâu nhỉ? Đây. Chúng ta sẽ bấm vào đây, ta sẽ được nhìn góc nhìn của anh Gozo Satoru. Thực ra nhân vật này nhìn cũng không giống anh Gozo cho lắm. Tuy nhiên tôi nghe thiên hạ đồn bảo là đây là gọi là nhân vật Gozo Satoru thì tôi gọi là nói theo thôi. Chứ còn thực ra tôi nhìn thấy nó cũng gọi là được mỗi cái tóc trắng này giống với cả là dùng trưởng giống. Nghe các bạn đồn bảo là thằng nào nó cứ tên là cái gì sâu sờ ấy, cứ tên là kiểu gọi là pháp sư phù thủy ấy, thì tức là thằng đấy là đến từ anime gọi là Jujutsu Kaisen các bạn ạ. Nhưng mà điều các bạn biết quan trọng là gì không? Đó là ui, anh ấy vừa trưởng như ở trưởng Kame ấy nhỉ. Hồi chiêu lâu thế, hồi chiêu hẳn 5,8 giây ạ. Ui, anh ấy trưởng một cái laser đi một đường thẳng mà. Kiểu trưởng một quả cầu thành một cái đường thẳng kiểu laser ánh sáng ấy, ngầu vãi ò luôn. Thì các bạn đừng quên đó là nếu như các bạn muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến Anime Defender, hoặc là muốn ké cái nhân phẩm của anh hùng gọi là anh hùng Shadow Dragon,
để có tỷ lệ gọi là Ronda con Shadow Dragon từ những cái lượt tweet miễn phí như kiểu mình, thì các bạn đừng quên đó là ghé ngay. Uầy, cái con Shadow Dragon nó vừa gọi là kích hoạt cái năng lực gọi là Spirit và nó khiến cho cái con kia đi ngược lại kìa các bạn. Các bạn vừa nhìn thấy không? Đó là cái con quái nó vừa đi ngược lại các bạn ạ. Con quái nó vừa dính cái đấy nó đi ngược lại. Cái đấy như là cứ 30 giây nó làm một lần thì phải. Nói chung là tầm mấy wave này thì nó chưa phát huy hiệu quả đâu, nhưng mà lát nữa nó sẽ phát huy hiệu quả các bạn ạ. Nhà điều đấy không quan trọng, mà việc là nếu các bạn muốn sử dụng dịch vụ thì hãy đến ngay với cả là hungakeatoilet.vn nhá. Link mình để dưới link bio nhá. À, link mình để ngay dưới kim comment nhá các bạn ơi. Ngay dưới kim comment nhá. Uầy, trưởng một quả cầu màu tím các bạn ạ. Purple Energy Ball. Nhìn kìa. Wow, ngầu đét. Vai, ở cấp cuối này con này nó tăng đam lên gấp đôi. Nhưng mà cái cooldown nó cũng tăng đam lên gấp đôi luôn các bạn ạ. Bù lại chiêu của con Gozo này nó sẽ thành cái chiêu Void Rift ạ. Uầy, nó sẽ tạo ra một cái gọi là vụ nổ xung quanh vòng tròn này luôn. Vãi nổi thật, nó đéo về là một đường thẳng hay gì nếu mà nó nổ tất cả trong khu vực. Mỗi tội là hồi chiêu lô vãi ò. 13 giây dặn được một phát. Hôm nay mà anh gặp mấy con quái có khiên thì đúng là thua luôn. Nếu mà các bạn chỉ có mỗi con Gozo này mà các bạn gặp mấy con quái có khoảng 3 lớp khiên thì các bạn sẽ thua. Tại vì là con này nó phá khiên lâu quá mà. À đâu? À, quả cầu đấy nó nổ nhiều lượt đam mà. À, quả cầu này là nó đam nhiều lớp các bạn ạ. Tức là kiểu nó đam liên tục chứ nó không phải là một phát nổ thôi. Các bạn nhìn này. Đó, à như vậy thì nó vẫn phá khiên. Ờ à, thế không. Thế thì không thua được các bạn ạ. Thế thì anh Gozo này mạnh vãi. Secret này ok. Như vậy đam tối đa của con Gozo của tôi là 73.000 các bạn nhá. Cũng được ấy. Bởi vì nó chưa có Almighty mà nên là 73.000 nó chuyện bình thường các bạn ạ. Điều quan trọng là ta xây được 2 Gozo lận. Bây giờ ta sẽ ngồi tôi update hết 2 Gozo lên. Tôi thử đi Infinite để xem với cái đội hình của tôi hiện tại này. Chỉ có 4 con gọi là được coi là Secret này. Con Shadow Dragon này cũng được coi là Secret đấy. Đấy, tôi gọi là 4 con thì tôi để xem là tôi có thể gọi là đi được bao xa với cái đội hình này các bạn nhá. Sau một tiếng ngồi cắm rễ với tựa game này thì tôi đã đến được đó là Wave 90 của Infinite nha các bạn nha. Và chúng ta cũng nâng max hết mấy con unit từ khá là lâu rồi các bạn ạ. Và nãy lúc trong lúc tôi mở mic lên thì tôi mới phát hiện ra đó là bọn thằng Thịnh Tún nó mới hướng dẫn cho mình. Đó là cái con Pink Demon Witch này. Nếu như chúng ta muốn nó farm được tiền thì chúng ta phải để nó chói được địch các bạn ạ. Nó cứ chói được một thằng địch thì nó sẽ được tăng thêm 550 tiền. Trời ơi, nó chói được tối đa 10 con như vậy nó sẽ được 5.500 tiền. Nó đéo chỉ tôi sớm, tôi cứ tưởng con này tự đẻ tiền, hóa ra là nó phải chói chúng nó mới được tiền các bạn ạ. Đây là chúng ta sẽ đợi 4 giây để xem con này chói thì nó sẽ được tiền đấy các bạn nha. Và đây là những con Gozo cũng như là những cái con gọi là Shadow Dragon Max Level của mình các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Nó vừa chói và nó vừa tăng thêm 5.500 yên cho mình. Đó, thì đội hình của mình thì nhìn chung là cũng không mạnh lắm. Trên mình nghĩ chắc là cũng đi được đến tầm Wave 90 này hoặc cùng lắm là Wave 100. Thì coi như là cũng gọi là đái quần rồi các bạn ạ. Còn Wave gọi là 300-400 hay 500 thì bây giờ chúng ta phải có full cái dàn Secret mạnh nhất. Xong rồi là cũng như là Almighty One. Xong rồi là phải còn Evo hết cơ. Mấy cái con gọi là The Pro Gamer các kiểu này của mình là nó chưa Evo các bạn ạ. Trên là nó chưa gọi là mạnh lắm. Nên là đi tầm Wave 100 là ngợp thôi. Thôi thì bây giờ tôi cũng qua được Wave 90 rồi. Thì khả năng là tôi sẽ gọi là out cái ghế này đây nhá. Tôi sẽ out cái Infinite này ở đây. Chỉ cần out ra là có quà đúng không? Như vậy là có cái update Spirit mới này nó cũng khiến cho con unit của chúng ta trở nên rất là mạnh các bạn ạ. Con Shadow Dragon của mình nó có khả năng khiến cho con quái đi ngược lại khá là thú vị. Còn con gọi là The Pro Gamer của mình, con Sang Ningu thì nó có khả năng triệu hồi ra một con quái để nó hỗ trợ mình đánh nhau. Rồi ok, nói chung là đấy là mình chủ yếu là mình test cho các bạn xem cập nhật mới, update mới là như thế nào thôi. À đây, tôi ra được một cái portal này các bạn. Nghe đồn là đi xong cái portal này ra sẽ có tỷ lệ ra được cái portal cao hơn. Thì nếu mà có gì thì mình sẽ thử ở trong video sau các bạn nhá. Còn bây giờ thì tôi đã thừa cho mình đó là 2 con Shadow Dragon rồi. Các bạn có muốn mình giveaway một con Shadow Dragon đi cho các bạn không? Các bạn hãy comment xuống dưới cho mình biết nha. Để mình sẽ quyết định giveaway ở trong video sau. Còn bây giờ thì thôi, video tôi sẽ kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy ok, đừng quên là để xin một like và đăng ký. Xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Và chúc các bạn tốt lành. King of Pay to Win, off day.